Hiền đã gửi tới là điều phải hát được mang tên Ngồi Tựa Sông Đào. Vâng, các quý vị, các bạn có thấy Thanh Quyền hát hay không ạ? Vâng, hát hay thì lộ một tràng vỗ tay thật lớn lên ạ. Vâng, hát hay như thế và ban tổ chức vẫn nhìn thấy các bạn để tay túi quần. Lộ một tràng vỗ tay thật lớn lên ạ. Vâng, và để tiếp tục vui liên hoan văn nghệ hát mừng tương lai, hát mừng hạnh phúc của phái đoàn Nọ Nhà Cái. Vâng, xin mời ca sĩ là Thanh Minh ạ. Vâng, Thanh Minh của phái đoàn Nọ Nhà Cái ạ. Vâng, xin mời em.